Ok, bây giờ mình đã đấu nối xong cho anh em về một con đẩy này. Đấy, đấu một ra một cặp loa. Đây một cặp loa có kèn đỏ anh em nhé. Đây là cặp BJK 2020. Đấy, một cái phiên bản hàng cao cấp của hãng BJK. Đấy, được bảo hành 24 tháng. Và hàng này là của nó có cái cấu hình loa. Đây là một cái bát từ 190 con 76 anh em nhé. Rất là to, côn 4 lớp. Và đang đánh ở hai kênh. Đấy, tín hiệu được đưa ra từ một chiếc điện thoại để đưa ra vào đẩy luôn để đánh chất âm mộc của đẩy này. Đấy, xin mời anh em, mình sẽ mở công tắc nguồn lên. Đấy. Đấy, đèn báo này, anh em nhìn thấy đèn không? 210V, 201V, điện hơi yếu một chút anh em nhé. Đấy, 24 độ C. Ok, mình sẽ mở hai kênh, đang đấu với kênh 1, kênh 2 nhé. Quạt cái thứ chạy rất là êm anh em này, rất là êm ái này. Đấy, em nhìn chưa? Ok. Sang cái kênh thứ hai, cái kênh 3 và kênh 4 nhá, để em đào sang cổng sang. Đấy. Chỉ cần ra tín hiệu và loa thôi anh em nhé, chưa qua thiết bị nâng tiếng, lọc tiếng cũng như ném tiếng ở trên vang số hoặc là vang cơ. Đấy, xin mời anh em cùng lắng nghe. Đối với dòng này thì chất âm của nó rất là chi tiết, đấy, rất sáng, đặc trưng của một con đẩy chơi dòng những karaoke chuyên nghiệp. Bên Nghĩa Đô thì phân phối những cái sản phẩm đã được rất nhiều anh em ưa chuộng, ví dụ như là những cái cặp loa JBL xuất đi khắp mọi miền tổ quốc cho anh em trong thời gian qua. Nên là hàng đã đóng đi để tối để chuyển đi cho anh em nhé, chuyến xe đêm. Thì bên mình đang còn rất nhiều những cái sản phẩm khác, ví dụ như là dòng đẩy hàng bãi của Martin với mã hàng S1.6. Ở đây anh em có thể xem rõ ở đây. Chạy xó sát anh em nhé. Và những con vang cơ cao cấp với chất âm tuyệt vời như là BDM8+. Được anh em đánh giá rất cao trong thời gian qua, cùng những dòng nâng tiếng như TD Acoustic, CV600 Pro cũng như là Idol 100. Những dòng loa như B3, BJK, Bose, BMB, rất nhiều anh em nhé. Zepin Vega, đặc biệt là dòng Pulin Sound đã được rất nhiều anh em sử dụng nhé. Đấy. Ngoài ra bên mình là phân phối chính thức của thương hiệu GRX, một thương hiệu nổi tiếng ở trên thị trường. Anh em nào quan tâm tới dòng audio thì được vừa rồi có thể qua Flash Show năm 2019 thì có thể thấy được là những sản phẩm của GRX được trải rộng trên rất nhiều những cái mặt hàng âm thanh, từ gia đình cho đến phòng hát chuyên nghiệp cho đến sân khấu sự kiện ngoài trời, đều có thể có những sản phẩm rất là
đẹp và chất lượng để cho anh em lựa chọn trong cái bộ dàn karaoke trong phân khúc chơi của mình anh em nhé. Đến đây thì em xin kết thúc cái clip này ở đây. Mọi chi tiết anh em quan tâm đến sản phẩm xin liên hệ đến Nghĩa Room qua số điện thoại 0934573743, hoặc em có thể liên hệ đến website nghĩaroom.com để thêm, hoặc là có thể chat cho em trên Facebook Trịnh Văn Nghĩa để có thể nhân viên tư vấn cho anh em thêm về những cái kiến thức về âm thanh audio. Xin chào, trân trọng xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận thêm được những thông báo mới nhất ở bên mình em nhé. Xin chào, tạm biệt anh em.